hôm nay Phước Sửu rất là vui được Hồng Thảo dẫn Phước Sửu đi tham quan một cái dự án rất là đẹp tại quận 7, dự án với tên gọi là Eco Green. Thì cho Phước Sửu hỏi là dự án này của chủ đầu tư nào vậy Hồng Thảo? Dự án Eco Green hiện tại là do chủ đầu tư Xuân Mai làm chủ đầu tư. Thì hôm nay Phước Sửu và Hồng Thảo review đánh giá khoảng 5 đến 7 yếu tố để cho quý khách hàng lựa chọn. Đây là một cái cơ hội, là cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời, là một cái cơ hội để ở hoặc là đầu tư sinh lời cao nhất tại quận 7 ngay lúc bây giờ. Dạ vâng ạ. Eco Green hứa hẹn rất là nhiều cái tiềm năng trong tương lai, từ vị trí và cái lợi thế là kết nối rất là nhiều cái ưu điểm, đó là kết nối rất là nhiều trung tâm thương mại, trung tâm của trung tâm hành chính của quận 7 và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Rồi, yếu tố đầu tiên để giúp và Eco Green là một cái dự án đặc biệt và được nhiều khách hàng lựa chọn, đó là vị trí. Đúng rồi. Một cái vị trí cực kỳ tuyệt vời, nằm ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh như Phước Sửu và Hồng Thảo đang di chuyển. Cho Phước Sửu hỏi là từ dự án này mình di chuyển về quận 1 thì bao xa về Hồng Thảo? Từ quận 7 thì có thể di chuyển qua quận Nhất thông qua bằng đường cầu Tân Thuận. Yeah. Thì mất khoảng 15 phút đi bằng xe máy. Đúng rồi. Yếu tố đầu tiên Phước Sửu đang phân tích đến quý anh chị và các bạn, đó là một cái vị trí đắc địa của dự án Eco Green. Một cái vị trí gọi là giáp ranh với quận 4 và di chuyển về quận 1 rất là gần, phải Hồng Thảo? Chỉ khoảng 10 phút đi xe máy đi qua đường Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận là di chuyển đến quận 1. Và có một cái điều đặc biệt là vị trí này nằm ngay cửa ngõ của cái cảng và khu chế xuất Tân Thuận, phải Hồng Thảo? Cho Phước Sửu hỏi Hồng Thảo là đối với vị trí này mình di chuyển về quận 2 bằng cách nào và di chuyển trong vòng bao xa? Quận 2 sẽ có thêm một cái cầu Thủ Thiêm 4, thì chúng ta sẽ di chuyển theo đường Nguyễn Văn Linh khoảng trong chừng khoảng từ 10 đến 15 phút thôi, rất là gần. Không xa. Rồi, quá tuyệt vời Phong Thảo, là sau này sẽ hình thành thêm một tuyến cầu Thủ Thiêm 4, thì gần như là nó kết nối dự án này đi qua quận 2, khu Sala, Đại Quang Minh rất là gần. Và hiện tại thì khi mà đi đến quận 2 thì đã có một cái tuyến đường, đó là tuyến đường cầu Phú Mỹ. Nói về tiện ích thì Eco Green là một cái dự án gọi là đắc địa, gọi là trung tâm của quận 7, bởi vì nó nằm kề Phú Mỹ Hưng và tất cả những cái cụm khu dân cư của quận 7 đã hình thành và phát triển lâu đời. Yếu tố thứ hai giúp Eco Green phát triển và được nhiều khách hàng lựa chọn, đó là về yếu tố pháp lý. Thì cho Phước Sửu hỏi Hồng Thảo là những căn hộ của Eco Green đang gọi là triển khai bàn giao cho khách hàng thì gọi là thời hạn sở hữu là như thế nào và bàn giao cho khách hàng tiến độ tới đâu rồi ạ? Hiện tại thì các bạn có thể thấy là tất cả những căn shop house của chúng tôi là đã đi vào hoạt động rồi, đã được kinh doanh, đã nhận nhà và kinh doanh rồi. Một số căn hộ từ lốc HR3 đang chuẩn bị bàn giao và hoàn thiện cũng sẽ đi vào hoạt động trong năm này. Shop house của khối đế HR1, HR2 cho tới M2 và HR3 hiện tại là bàn giao thô bên trong và hoàn thiện bên ngoài. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% là có thể nhận shop để kinh doanh được rồi. Tuyệt vời, với một cái gọi là cái pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh, gọi là sổ hồng trao tay từng căn hộ và những cái shop house của dự án. Và cái yếu tố thứ ba Phước Sửu đang nói đến với quý anh chị, đó là một cái cụm tiện ích trong một cái cụm đại đô thị Eco Green. Thì Hồng Thảo có thể nhắc tên đến cái tiện ích mà chủ đầu tư sẽ bàn giao cho quý anh chị và các bạn trong thời điểm sắp tới được hay không? Chủ đầu tư sẽ xây một cái dự án có tên là tòa nhà cao ốc văn phòng trung tâm thương mại cao 68 tầng của 2 ấp. Thông qua đó là sẽ có một cái công viên Hương Tràm phía đối diện mặt sau của HR3 và công viên nội khu cũng ngay mặt sau của HR1 và HR2. Có thể nói là ở Eco Green rất là nhiều tiện ích về cái mảng xanh. Nó sẽ có một cái hành lang công viên đối diện đường Nguyễn Văn Linh và hai công viên mặt sau, rất là nhiều mảng xanh. Quá tuyệt vời. Gọi là một cái dự án cực kỳ đẹp, nằm giữa hai tuyến đường là tuyến đường Nguyễn Văn Linh và tuyến đường Huỳnh Tấn Phát. Và
trong dự án thì hình thành lên rất là nhiều cái gọi là tiện ích mà như Hồng Thảo đã đưa đến. Đó là cái yếu tố gọi là quyết định và trở thành Eco Green là một trong những cái dự án xanh sạch đẹp tại quận 7. Vừa rồi là Phước Sửu và Hồng Thảo đã phân tích yếu tố chính để đưa Eco Green là một cái dự án gọi là có tầm cỡ và vượt bậc trong những cái dự án tại quận 7. Thì bây giờ là một yếu tố rất đặc biệt là nói đến chủ đầu tư đó, Hồng Thảo là một chủ đầu tư với tên gọi chủ đầu tư là Xuân Mai. Dạ, là một cái chủ đầu tư rất là lớn và đã đưa ra rất là nhiều cái dự án và rất đẹp, và họ đang đối với Eco Green là đang có một gọi là một cụm khu dân cư của Xuân Mai và đang được là tặng được những cái huy hiệu rất là tuyệt vời. Phong Hồng Thảo, một cái yếu tố nữa mà giúp Eco Green gọi là được nhiều khách hàng lựa chọn đó là yếu tố đầu tư sinh lời. Thì Hồng Thảo có thể là phân tích sơ qua về cái yếu tố đầu tư sinh lời ở đây là về giá bán, hình thức thanh toán, và một cái điều đặc biệt nữa là ở đây là cái mức giá cho thuê nó có sẽ là gọi là tâm điểm cho khách hàng lựa chọn hay không, Hồng Thảo ha? Mức giá bán từ của Shophouse Eco Green dao động từ 30 cho tới 56 tỷ một căn. Hiện tại chúng tôi có rất là nhiều chính sách chiết khấu cho khách hàng mua đợt này. Chính sách từ chiết khấu từ 18% cho tới 31%. Khách hàng có thể vay ngân hàng được 65% và hỗ trợ trong vòng 36 tháng. Ân hàng lãi gốc phải Hồng Thảo? Không cần trả lãi. Không cần trả gốc, không cần trả lãi trong vòng 36 tháng. Thì hiện tại những căn Shophouse đang kinh doanh có giá cho thuê mỗi căn sẽ từ 60 cho tới 70 triệu chỉ riêng tầng 1. Tầng 2 thì cho thuê từ 40 cho tới 50 triệu. Tính ra một căn cho thuê khoảng được từ hơn 100 triệu. Tương đương với lại 4.500 đô một căn. Khi sở hữu mà một cái dự án đẹp như vậy đó thì quý khách hàng có thể là cho thuê ngay, bởi vì những cái Shophouse ở đây gọi là giống như Phước Sửu và Hồng Thảo đã trải nghiệm gọi là thực tế rồi. Và một cái điều đặc biệt nói đến pháp lý chuẩn chỉnh thì nói đến gọi là cái vấn đề gọi là hỗ trợ cho vay ngân hàng, thì gần đây là gần như là một số ngân hàng đang cái rung vay gọi là siết tín dụng, nhưng mà đối với dự án này thì Vietcombank là một ngân hàng rất lớn tại Việt Nam và ngân hàng thuộc của nhà nước là hỗ trợ cho vay ngay đối với cái dự án Eco Green là một cái yếu tố gọi là then chốt quyết định để mình đầu tư, phải không Hồng Thảo? Dạ đúng rồi. Vietcombank thì đầu tư cho vay được 65% đối với cái dự án Eco Green, và khách hàng hầu như là rất là tin tưởng Vietcombank. Vietcombank thì đầu tư rất là nhiều dự án rồi, hỗ trợ đầu tư rất là nhiều. Rồi, Phước Sửu và Hồng Thảo điểm qua lại khoảng 5 yếu tố để quý anh chị và các bạn lựa chọn dự án Eco Green. Thứ nhất là vị trí. Đúng rồi. Cái thứ nhì là chủ đầu tư rất là lớn, một tập đoàn rất là lớn. Cái thứ ba đó là về pháp lý chuẩn chỉnh, sổ hồng trao tay đối với Shophouse và căn hộ. Cái thứ tư nữa là những cái cùng tiện ích tuyệt vời gọi là có 102 tại quận 7. Và cái thứ năm là cái chính sách hỗ trợ thanh toán giãn và vay ngân hàng đối với ngân hàng Vietcombank. Còn chần chừ gì nữa, quý anh chị hãy lựa chọn ngay sản phẩm Eco Green. Cần thêm thông tin của dự án thì alo cho Phước Sửu và Hồng Thảo sẽ là inbox và cung cấp cho quý anh chị đầy đủ tất cả những cái thông tin và những cái chính sách giá bán cập nhật mới nhất cho quý anh chị. Và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.